Bị dạ dày, bị viêm loét dạ dày thì nên ăn kiêng gì? Trước khi nói đến kiêng ấy, nó có một số những thực phẩm mà nó sẽ giúp cho giảm liền được cái viêm loét. Một là cái rau cải. Mọi người có thể là ép cái nước rau cải mà người uống ấy. Nó là chất chống oxy hóa, nó làm nhanh cái khoảng thời gian mà liền của cái viêm loét. Và chúng ta có thể là chúng ta ép cái nước rau cải, kể cả cải bắp nhé. Chúng ta ép, chúng ta lấy nước chúng ta uống uống hàng ngày. Mỗi ngày mọi người uống tầm khoảng cỡ 1 lít, nó chia làm nhiều bữa chúng ta uống rất là tốt cho cái viêm loét dạ dày tá tràng. Cái thứ hai nữa là cái cucumin của nghệ. Thường người ta có thể người ta sẽ sử dụng là cái tinh bột nghệ hay là nghệ với mật ong, đúng không nhỉ? Đấy, đấy chính là cái mà nó sẽ tác dụng, nó làm giảm cái viêm loét của chúng ta. Nhưng mà ngoài cái việc mà chúng ta có thể chúng ta sử dụng cái cucumin đấy, thì nếu như mà được mọi người chuyển sang cái nano cucumin, thì cái nano cumin thì nó khả năng nó hấp thụ nó cao hơn rất rất là nhiều lần so với việc mà cái tinh bột nghệ của chúng ta. Vì tinh bột nghệ cái trọng lượng phân tử, cái kích thước nó lớn, thì người ta chuyển sang cái dạng nano ấy, thì nó sẽ là hiệu quả hơn. Tức là khi bị đau dạ dày ấy, họ dùng rất là nhiều loại thuốc, trong đó rồi sử dụng các loại gel để mà tráng một cái lớp để mà giảm đau ở dạ dày cũng không ăn thua, cũng vẫn đau đớn. Đấy, thế nhưng khi mà họ dùng đến cái thuốc này, họ dùng cái uống vào một cốc thôi là lập tức là họ đã cảm thấy những cái cơn đau bắt đầu nó dịu dần rồi, để thể hiện rằng là cái tính hiệu quả của nó rất là cao. Còn cái viêm loét dạ dày ấy thì xử lý nó cũng đơn giản thôi các anh chị ạ. Thì mình tùy vào cái tình trạng bệnh nặng nhẹ của mình uống, thì có người một hộp này đã khỏi được viêm loét rồi. Trào ngược thực quản. Trào ngược là căn bệnh rất nhiều người mắc phải. Mà trào ngược thực quản để càng lâu thì chữa càng khó các bác anh chị nhé. Các anh chị lưu ý cho con mình như vậy. Trào ngược thực quản để càng lâu thì chữa càng khó. Bởi vì sao? Vì cái cơ vòng thực quản của mình khi mà mình để nó bị cái môi trường axit nó trào ngược lên như thế, càng lâu thì nó càng chai ra thì nó chữa nó càng khó, phục hồi nó càng lâu. Thì các anh chị lưu ý rằng tại sao có những người uống một hộp được, có những người uống 2 hộp, 3 hộp, thì có những người phải uống 2, 3 tháng, 4 tháng. Còn nếu mà quý các bác anh chị nào mà mắc cái căn bệnh dạ dày đại tràng có khuẩn HP ấy, thì để mà điều trị khỏi được ấy, thì quý anh chị cứ dùng cho Quang Vinh tầm 2 3 tháng, 3 tháng đi cho chắc ăn thì nó sẽ khỏi được. Và cái thuốc này của nhà thuốc thì bào chế về chữa cả dạ dày đại tràng, thì toàn cái hệ tiêu hóa của các anh chị sẽ tốt lên, toàn cái đường ruột của mình sẽ tốt lên. Đấy. Mà quý anh chị biết rằng hệ tiêu hóa thì là vua rồi, quả sức khỏe rồi. Bởi vì quý anh chị có ăn uống vào đúng không ạ? Có ăn uống thực phẩm chất bổ đấy, rất bổ về răng nữa, thì cái đường ruột của các anh chị nó phải tốt, hệ tiêu hóa nó phải tốt, nó mới hấp thụ được đúng không ạ, nó mới chuyển hóa được những cái chất đấy, và nó phải làm việc rất tốt thì nó mới bài tiết được các cái chất thải ra. Nếu mà nó không bà làm việc tốt được thì các cái chất thải nó cứ còn tồn đọng ở trong người thì chúng ta cũng sẽ lâu ngày sinh các cái bệnh mà thôi. Vậy cho nên là cái thuốc này các anh chị sử dụng vào thì một thời gian cả cái hệ tiêu hóa nó sẽ khỏe, đường ruột của mình khỏe lên đấy, dạ dày đại tràng đều tốt lên, tiêu hóa khỏe, ăn uống tốt, hấp thụ tốt. Cho nên một số người uống cái thuốc này vào sau khi mà khỏi bệnh dạ dày đại tràng ấy, thì Quang Vinh cũng có đến thăm đấy, một số các bệnh nhân thì họ nói, họ kể lại rằng là đấy, trước đây thì gầy còm đấy, thì bây giờ uống vào thì da rẻ thì hồng hào đấy, căng khỏe đẹp. Dạ dày thì nếu mà anh đang đau ấy thì có thể anh làm một cốc xuống nó sẽ giảm đau ngay, nó không nghe đau nữa. Thế nhưng mà để mà nó khỏi thì nó chưa khỏi được, nên ít nhất là thuốc nam mình dùng nó phải kiên trì. Đấy, 1 2 tháng thì mới có thể lành được vết sẹo được. Còn mà tùy theo từng người, nếu mà có con vi khuẩn HP ấy, thì mình cũng phải uống thời gian nó kéo dài hơn. Đấy, không những mình mà uống mà cứ ngày nó đỡ rồi thì bỏ không uống nữa thì sau này nó lại phát lại thôi. Ví dụ như đang đau anh làm một cốc xuống nghe nó không đau nữa mà anh chả uống nữa, cái kia anh chả uống nữa, anh bỏ thuốc thì dần dần nó lại phát lại. Để kê rằng mình nghe không đau thì cứ phải uống. Đúng rồi, đúng rồi. Uống nó 1 2 tháng đi. Nhiều người uống vào tưởng là đã khỏi rồi, không uống Đấy. nữa này, vết loét nó vẫn Đúng chưa lành hoàn toàn rồi. thì nó vẫn có thể bị lại đấy. Thế bệnh dạ dày nó như vậy. Với thứ nữa là Quang Vinh lưu ý là cái các anh chị là trong quá trình uống là mình phải tuân thủ các cái chế độ ăn uống, rồi hạn chế rượu bia, Đúng rồi rồi. rồi căng thẳng sinh hoạt, thì những cái đấy nó mới hỗ trợ vào, nó mới giúp cho mình nhanh khỏi bệnh được Rượu đấy. bia, các đồ ngâm chua. Chứ nhiều cái cô bác, nhiều cô bác mình cứ chủ quan là cứ là nghĩ rằng là cái thuốc là sẽ phải điều trị hết, nhưng mà mọi người không thay đổi những cái nguyên nhân đấy, cái tác động đấy thì nó liên tục, nó khó khỏi lắm. Vâng. Thì thưa quý vị, để chăm nghe không bằng một thấy. Thế thì quý Quang Vinh nói là rất nhiều người khỏi đúng không ạ? Thế thì chúng tôi cũng có những dành ra những thời gian để đến trực tiếp nhà bệnh nhân để xin những phản hồi quay để các cô bác điều trị bệnh đã khỏi và chia sẻ lại. Đấy, cho các bạn anh chị có những cái nhìn khách quan nhất về cái thuốc bệnh dạ dày đại tràng này, để mà có những cái quyết định mua thuốc, thì mời quý vị các anh chị cùng theo dõi tiếp video. Chúng tôi sẽ
giới thiệu một số phản hồi của cô bác anh chị đã sử dụng thuốc và khỏi bệnh bên nhà thuốc. Các cháu này gọi điện là cháu về để cháu quay về cái thuốc của kiểu bác lấy ấy, để uống thì cháu quảng cáo đấy. Con dâu là mẹ đừng có nghe quay rồi cuối cùng là không đâu vào đâu mà rồi nên toàn các nó giả dối ấy. Về mẹ cứ nghe thật. Thế là bảo thôi thì nhà ta cứ ở lành gặp hiền. Thế mới xin nhà thánh. Thế thì nhà thánh bảo hôm bảo nhà cháu gọi điện quay thì nhà thánh bảo về cho cháu nó quay không được sao. Thế xong nhà thánh cho quay thì tôi mới bảo quay. Thế lúc gọi điện này thì cái con Vân con dâu của tôi là mẹ toàn vớ vẩn, mẹ cứ đi nghe vớ vẩn không được quay bảo. Con không được nói. Con không được nói là cái thuốc này là mẹ uống rồi. Bây giờ cái cháu nó về để nó quảng cáo. Còn không có gì con đừng nghĩ đến, không phải xã hội tất nhiên là người xấu tốt nhưng nhà ta ở không ở ác với ai mà thờ thánh thì thánh này phù hộ cho gặp người nhân, gặp có nhân có đức, gặp thầy gặp thuốc, gặp thợ gặp tang rồi, mẹ khỏi rồi. Thế là nó im nó không có gì. Mình thấy nó đau đớn trong người, nó cứ âm ỉ, nó trào ngược, nó cứ ho về buổi tối. Đấy, thế xong rồi mình đi khám. Thì kiểm tra thì mới đầu mình nghĩ là phổi, đi kiểm tra phổi nhưng mà không phải, đó là do dịch tràn ngược về buổi đêm. Cứ khoảng 1-2 giờ sáng nó ho mất ngủ. Khám thì người ta bảo thế thì bị dịch tràn ngược rồi. Mình uống thì rất nhanh, là mình uống được nửa hộp đã, tức là uống trong vòng 5 ngày đã thấy nó cắt được cái ho rồi đấy. Đấy, cắt được cái ho. Sau mình uống tiếp đủ một liều là 1 tháng. 1 tháng sau thì mình nhìn nhiều người bảo thế đã khỏi, uống tiếp. Thế mình uống tiếp liều thứ hai, thế giờ thì thuốc đã hết rồi, không còn nữa. À, không còn chứng bệnh nữa. Tức là thuốc cũng hết mọi người, không thấy nó. Là không thấy bệnh, không thấy ho nữa. Không thấy ho nữa. Thế từ lúc uống thuốc vào thì thấy ăn được, ngủ tốt. Chú thấy cái thuốc này nó có dễ uống không? Thuốc này cũng rất là dễ uống mà cho nó đúng cái chất, nhiều cái là mình đã được sử dụng, đã biết. Hiện tại cái tình trạng sức khỏe của chú cảm thấy nó đang là như thế nào? Hiện tại bây giờ là mình cũng rất là khỏe, và trước kia chưa uống thuốc được có 59 cân thôi, bây giờ được 63 cân rồi. Tôi uống vào thì tôi thấy là nó có hiệu nghiệm và nó sẽ có tác dụng ngay. Để tức là mình uống có 5 hôm cái là mình đã thấy nó cắt được cái ho về đêm. À, chính vì thế cho nên mình mới uống tiếp liều thứ hai nữa để cho nó cắt hẳn. Thế thực tế đến giờ thì không uống thuốc ý nữa và hết thuốc rồi và mình không thấy vấn đề gì nữa. Thuốc này là tốt, không có vấn đề gì, bởi vì nó là thuốc nam cho nên không có cái tác dụng phụ gì cả. Mình thấy trong người rất là thoải mái, vui vẻ, cũng muốn cho mọi người cũng mua cái thuốc của nhà thuốc uống cho nó, cũng nên tuyên truyền, bởi vì là mình khỏi bệnh mình nên tuyên truyền cho người ta. Ông giới thiệu được cho khoảng 10 người, 15 người rồi. Tức là mới có khoảng 2 tháng nay thôi. Mới gặp nhà thuốc Công Vinh khoảng 2 tháng nay thôi. Chứ chưa gặp đâu, nếu gặp đâu sẽ giới thiệu cho nhiều. Kể cả trưa hôm nay 2 người cũng làm cho mình cũng hỏi, thấy mình uống thuốc cũng thấy hỏi. Trước khi mà anh uống thuốc này thì bệnh của anh là nó ở mức độ nào và nó đang gặp những triệu chứng gì? Cái bệnh của anh nếu mà về mức độ thì là lúc đấy là đi chụp chiếu, siêu âm, chụp chiếu. Đấy, thì người ta nói là vào mức độ cũng là tương đối nặng rồi. Đấy, nó loét, là loét to rồi đấy, loét to hơn cả đồng xu rồi. Đấy, nó rất tròn ra. Anh có cả phim mà, chụp phim, hình như cái phim bây giờ anh vẫn đang giữ đấy. Đấy, thì là nó cũng là nặng rồi. Nó hơi này, xong là cảm giác nó đau, có những lúc mà nó đau. Đầu tiên thì nó nhâm nhẩm thôi. Xong đến cái lúc mà có những lúc uống nước trắng mà nó cũng đau. À thế ạ? Uống nước trắng, nước lọc ấy vào nó cũng đau. Nhưng mà may sao lại gặp cái thuốc của em, nó hợp thầy hợp thuốc thì là nó lại khỏi. Cái này anh uống thì thời gian uống của anh đến 1 tháng không? Đến 1 liệu trình không? Ra nửa liệu trình anh đã thấy nó khỏi rồi. Nó khỏi. Từ cái lúc mình uống thuốc mà khỏi đấy, khỏi đến bây giờ khoảng gần 2 năm rồi. Vâng. Mình không có cái cảm giác triệu chứng, chả có cảm giác triệu chứng gì cả. Mặc dù là mình là cũng là con người là hay thức khuya này. Vâng. Công việc các thứ là nói chung là ăn uống cũng thất thường, mà bạn bè cũng hay nhậu nhẹt, hay tụ tập bạn bè cũng hay nhậu nhẹt. Vâng. Cái cảm giác đau hay là lần sau triệu chứng không còn nữa, nghĩa là không còn. Thôi anh cũng cảm ơn nhà thuốc Công Vinh. Dạ. Là cũng là do một cái sự giới thiệu. Vâng. Rồi anh dùng thử rồi. Dùng thật luôn chứ cảm thử. Anh thấy là khỏi, thực tế là anh thấy là khỏi, anh cảm ơn nhà thuốc. Đấy. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhà thuốc và sử dụng. Vâng, cảm ơn. Một liệu trình xem nó như thế nào mà. Đấy. Tôi chắc chắn rằng sẽ khỏi. Như tôi chắc chắn rằng sẽ khỏi, tôi nặng lắm rồi, tôi còn khỏi nữa là. Vâng.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc cho anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công cuộc sống anh nhé. Anh cảm ơn nhà thuốc. Tôi là đấy ho 4 tháng, trong đi khám cũng uống thuốc tây về thì nói chung là vài triệu. Vì tôi có một chú làm ở bệnh viện Trần Hưng Tám, ông cho thuốc thì là cho một cái đơn nên là mang mua đây, thì người ta bảo những người này phải cao tay thì phải có cho được cái đơn thuốc này. Thì tôi uống thì về thì nó giảm xong nó kiểu vài tháng nó lại đau, nó lại ợ lên, cứ đẩy lên, ho cả đêm. Lúc đấy thì tại sao mà chúng biết đến cái thuốc của cháu? Nói chung là tôi không biết, chỉ có vợ tôi thôi. Vợ tôi xem ở trên mạng đấy. Đấy, tìm trên mạng đấy, xem trên Facebook thì nói chung là thấy nhà thuốc thì tôi bảo thôi cứ biết thế nào cứ mua đi. Nói chung là bà ấy cũng có cái ông ở trên ông Hải trên Hà Giang. Nói chung là cũng lấy một lộ trình của ông ấy, nhưng mà trong quá trình là mình thấy nhà thuốc nó không thực thà. Thực sự mà nói, ông Hải ở trên Hà Giang đấy, thực thà thì ông bảo là lấy một lộ trình này xong rồi lại phải lấy lộ trình nữa, xong rồi bớt bao nhiêu tiền. Nếu mà lấy lốt lộ trình này 4 triệu thì được hưởng 40 triệu nữa, thì mai kia là có người mang tiền đến cho thế nọ kìa. Nhà tôi bảo như thế là bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Thực sự tôi bảo thế là bị lừa, tại vì mình va chạm bị lừa trong cuộc sống thì bị lừa rồi. Dạ. Từ lúc ấy nhà tôi bảo thôi không uống nữa, tôi uống cái nhà thuốc Quang Vinh này nó như thế nào. Dạ vâng. Thì là cái chú uống đến hộp thứ mấy thì nó cải thiện sức khỏe, và mấy hộp thì chú khỏi? Nói chung tôi uống hết một liệu trình. Một liệu trình là khỏi? Đúng một liệu trình. Dạ. Đấy, đúng như nhà thuốc bảo là nó uống đúng một trình. Vâng. Thì bắt đầu nhà thuốc họ điện xuống. Nói chung tôi uống cái một hộp đầu tiên nhất thì nói chung nó bụng dạ nó cũng lục chồng. À, thế là khó chịu hơn. Khó chịu thực sự đấy. Tôi đúng thế, mình thì tính này tính hơi nóng, cáu với bà ấy. Dạ. Và thuốc thế nào đó thế nào kìa, thế là bà điện lên hỏi thuốc, bảo tôi cứ an tâm như thế uống như thế. Thế là lúc uống hết nọ cái bắt đầu thấy nó thuyên giảm dần, thuyên giảm rất là nhanh. Đúng rồi đấy. Nó phải lọ đầu nó mới nó đang và nó điều chỉnh đúng. Đi ngoài lặt vặt cả ngày đấy, thỉnh thoảng lại đi cứ thì đau bụng đấy, bảo thế này đấy không được rồi. Thế là điện lên nhà thuốc thì tôi bảo tôi cứ an tâm uống thì uống hết nọ một nọ vậy. Là đến lọ thứ hai là nó bắt đầu nó ổn ổn. Nói chung là tôi ngủ thì nói chung từ lúc uống thuốc là tôi ngủ được, còn từ lúc ngày xưa mà không uống thuốc thì ngủ khổ sở lắm. À thế ạ? Đấy, khổ sở, trằn trọc cả đêm. Vâng. Uống cái thuốc này thì nói chung là ăn uống lên cân, hay ngủ nghe. Chú cảm thấy cái sức khỏe hiện tại của chú bây giờ như nào? Nó so sánh nó khác xưa như nào? Ôi trước bây giờ sức khỏe thì tuyệt vời, mừng rỡ đúng. Trước hết là chỗ các con nó, xong đến bà ấy nó phấn khởi, đến các em, anh em. Hàng xóm thì bảo ông này nó tự nhiên da rẻ, hồng hào, khỏe khoắn. Trước nghe nó cứ vêu vào, khổ sở. Cái cảm xúc của chú sau khi mà khỏi bệnh thì chú cảm xúc như thế nào? Ôi dồi, nói chung là nó không tả được, thực sự. Nó như kiểu là mình nột xác lại, trong cuộc sống mình nột xác lại. Từ ngày xưa mình, từ năm 90 mình khổ sở như thế nào, bây giờ đến từ năm nay năm thứ hai thứ ba mình dùng thuốc của nhà thuốc thì cảm thấy là cuộc đời mình, cuộc sống mình là nó thay đổi nhiều. Yeah. Đấy, sinh hoạt mọi thứ tuyệt vời.